Rika của Malaysia và Evato Anandia của Indonesia. Khá đông những cổ động viên người Việt Nam đang có. Nguyễn Thị Anh Viên bơi ở làn bơi số 3. Cột mốc 2 phút 30 giây 35 kỷ lục SEA Games của cái người Malaysia Xiao Yiting tạo nên tại SEA Games năm 2009 tại Lào. Đang là cột mốc nhiều người chờ đợi sẽ được xô đổ. Anh Viên đang có được sự khởi đầu khá tốt. Chúng ta vẫn chưa có kết quả là vận động viên nào, kỳ ngư nào đã kết thúc 50m đầu tiên với vị trí dẫn đầu. Nhưng chắc chắn là Anh Viên sẽ có tên trong top 3. Anh Viên đang dẫn đầu với khoảng cách nhỉnh hơn một chút so với Pawa Potako của Thái Lan bơi ở làn bơi số 4 ngay bên cạnh. Anh Viên chuẩn bị hoàn thành được một nửa quãng đường rồi. Kinh nghiệm của Việt Nam vẫn đang dẫn đầu. Đang là sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa Anh Viên và Pawa Potako. Anh Viên vẫn đang dẫn đầu. Càng bơi dài thì Anh Viên càng chứng tỏ được lợi thế của mình trước các đối thủ. Sau nội dung chung kết này thì Anh Viên còn tranh tài ở chung kết của một nội dung khác, đó là 100m bơi nữ. Và đây là nội dung mà Anh Viên đang gửi lời tuyên chiến thách đấu đối với Nita, vận động viên của nước chủ nhà Singapore. Anh Viên vẫn đang dẫn đầu nhưng cách biệt không phải là quá lớn đối với đối thủ Pawa Potako của Thái Lan. Rất quyết liệt. Chúng ta cùng chờ đợi Anh Viên. Anh Viên vẫn đang nhỉnh hơn một chút. Đây đang là những mét cuối cùng rồi. Rất quyết liệt, Anh Viên vẫn đang nhỉnh hơn. Anh Viên tuyệt vời. Anh Viên đã giành huy chương vàng, tấm huy chương vàng thứ 8 của kỳ ngư Việt Nam. Và chúng ta cùng chờ xem thành tích của Anh Viên là bao nhiêu, có sơ đổ kỷ lục hay không. 2 phút 31 giây 16, như vậy là không sơ đổ được kỷ lục của Xiao Yiting. Đây là tấm huy chương vàng duy nhất đến thời điểm này tại SEA Games 28 của Anh Viên. Kỳ ngư này không sơ đổ kỷ lục SEA Games. Chúng ta chỉ đáng tiếc ở việc chị không sô đổ được kỷ lục SEA Games của Xiao Yiting. Nhưng tấm huy chương vàng này cũng rất đáng khen ngợi. Đây là tấm huy chương vàng thứ 9 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi vào việc Anh Viên sẽ tiếp tục tỏa sáng ở cuộc thi chung kết nội dung 100m bơi nữ. We're all the games, here we go.